Hi guys, welcome back to our channel. Our lesson today is Looking Back, Unit 7, Television, Student Book, Global Success. Okay? In Looking Back, we are focused on, we are going to review some vocabulary and grammar. Alright, now are you ready? Let's get started. Now, the first one, vocabulary. 1. Put the words in the box in the correct column. Add more words if you can. Number 1. Put the words in the box in the correct column. Add more words if you can. Phần 1, chúng ta sẽ điền những từ trong phần khung vào cái cột tương ứng. Sao cho đúng nhé. Các em có thể thêm nhiều từ nếu có thể. Alright, before we do that, we just review some vocabulary. Ok, trước khi chúng ta làm phần này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số từ vựng nhé. We have animated films, là phim có các nhân vật hoạt hình. Alright, sport, thể thao, môn thể thao. Danh từ số nhiều, chúng ta sẽ thêm S. Chúng ta sẽ phát âm là sports. Sports, alright. The next one, wildlife, danh từ động vật hoang dã. Educational, educational, tính từ mang tính chất giáo dục. Interesting, or interesting, tính từ thú vị. Popular, tính từ phổ biến. Funny, tính từ hài hước. Animal, danh từ động vật. Fun, danh từ niềm vui. Attract, động từ thu hút. Viewer, khán giả hay là người xem chương trình TV nhé. Tiger, con hổ, danh từ số nhiều. Tigers, okay, tigers là những con hổ hay là các con hổ. Alright. Giraffe, danh từ con hươu cao cổ, danh từ số nhiều. Giraffes, giraffes. Alright. The next one, nature, danh từ tự nhiên, thiên nhiên, tạo hóa. Marsh, động từ làm phù hợp. Từ này cũng có nghĩa là danh từ. Marsh có nghĩa là trận đấu, cuộc thi đấu. Ở khi ở số nhiều sẽ là marches. Marches là những trận đấu nhé. Alright, now let's go back our lesson. Now, number one, put the words in the box in the correct column. As more words if you can. Trong phần 1, chúng ta sẽ điền những từ trong phần khung vào cột tương ứng. Alright, chúng ta có thể thêm nhiều từ nếu có thể nhé. Ở đây ta có hai cột. We have two columns. The first one, program, and the second one, adjectives describing programs. Cột đầu tiên là cột các chương trình. Cột thứ hai là cột các tính từ mô tả các chương trình. Alright, so tell me which word or phrase word or program here. Các bạn xem những cái từ hay là cụm từ nào trong phần khung này là các chương trình. We have, right, we have sports, là các môn thể thao. And the second one, wildlife, động vật hoang dã. And the third one, English. In a minute. English in a minute. And the next one, animated films. Phim hoạt hình, phim có các nhân vật đóng. Alright, anyone else? No. And the second one, adjective. We have educational. Alright, là tính từ mang tính giáo dục. Interesting, thú vị, tính từ. Ok, next one, popular, phổ biến. Funny, hài hước. Alright, you can ask more if you can. Các em có thể thêm nhiều từ nếu có thể nhé. Now for example, here we have. Ví dụ cô cũng có như sau. Ngoài những cái từ này thì chúng ta có gì? Program, chương trình có gì? Game show, chương trình trò chơi truyền hình.
A talk show, chương trình trò chuyện. A news, thời sự tin tức bản tin. A talent show, chương trình biểu diễn tài năng. Alright, adjective describing program. Và những tính từ đó là gì? Boring, tính từ nhàm chán. Wonderful, tính từ tuyệt vời. Amazing, tính từ ngạc nhiên. Affirmative, tính từ nhiều thông tin. Alright. Okay, you can ask more if you can. Alright. Thì em có thể thêm nhiều từ hơn nữa nhé, nếu có thể. Alright. Very good guys. Now let's move on. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. 2. Use the words in the box to complete the text. 2. Use the words in the box to complete the text. Chúng ta sử dụng những từ trong khung để hoàn tất cái nội dung sau nhé. Okay. Now, let's read together. VTV1 is a popular TV channel in Vietnam. It attracts many because it has interesting programs. Viewer. Okay. It attracts many viewers because it has interesting programs. The program show tigers and giraffes in nature. Yeah? Animal. Okay? The animal programs show tigers and giraffes. The animals. The animal programs show tigers and giraffes in nature. People watch races or football matches on sport program. Okay, people watch races or football matches on sports programs. Comedies make people laugh because they are funny. Comedies make people laugh because they are funny. Game shows are both fun and educational. Game shows are both fun and educational. Okay? Game shows are both fun and educational. VTV1 là một chương trình nổi tiếng. VTV1 là một chương trình truyền hình nổi tiếng ở Việt Nam. Nó thu hút rất là nhiều khán giả. Nó thu hút rất là nhiều khán giả hay là người xem TV bởi vì nó có các chương trình rất là thú vị. Các chương trình động vật chiếu các con hổ hay là các con hươu cao cổ trong tự nhiên. Mọi người có thể xem các cuộc đua hay là những trận bóng đá trên các chương trình thể thao. Phim hài, những bộ phim hài thì làm cho người ta cười bởi vì là chúng hài hước. Những cái chương trình game show hay là những cái chương trình trò chơi truyền hình thì vừa vui mà lại vừa mang tính giáo dục. Alright. Okay. Các bạn nghe không rõ có thể xem lại. Okay, very good. Alright, now the next one. The second one is grammar. Phần tiếp theo của chúng ta sẽ là phần ngữ pháp. Before we do that, now let's review some grammar on this unit 7. Okay, trước khi chúng ta làm bài này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số điểm ngữ pháp trong bài 7 nhé. The first one, WH questions. Phần đầu tiên đó là các câu hỏi dạng WS. Ở đây ta có when là khi nào, có nghĩa là hỏi về time, thời gian. How many là bao nhiêu, hỏi về số lượng, number. How often là bao lâu một lần, hỏi về tần suất. Lặp lại, repetition. Alright, what là cái gì, hỏi về thông tin, về sự vật hay là sự việc nào đó. Things. Where là ở đâu, hỏi về vị trí, địa điểm hay một nơi chốn nào đó. Place. Who là ai, hỏi về thông tin về người nhé. People. Why, tại sao, tức là hỏi lý do, reason. Okay. And the second one, conjunctions in compound sentences. Và điểm thứ hai đó là các từ nối trong câu ghép nhé. Trong bài 7 chúng ta sẽ học 3 từ nối cơ bản, đó là but, some and. But có nghĩa là nhưng, được sử dụng trong hai câu đối lập, hai thông tin đối lập. So là vì vậy, do đó, cho nên, được sử dụng trong câu chỉ kết quả nhé. And
có nghĩa là và được dùng để thêm thông tin vào câu nói. Alright, very good guys. Now let's go back our lesson. Now. 3. Complete each question with a suitable question word. Number 3. Complete each question with a suitable question word. Trong phần 3, chúng ta sẽ điền vào mỗi câu hỏi với một từ để hỏi phù hợp nhé. Number 1. Days a week. Number 1. Days a week. Do you go to class? I go to class 5 days a week. Ok, cái gì đây? Bao nhiêu ngày một tuần mà bạn đi đến lớp? Tôi đi đến lớp 5 ngày một tuần. Như vậy là hỏi về số lượng. Bao nhiêu ngày đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ sử dụng từ để hỏi là gì? How many days? Ok. How many days a week do you go to class? I go to class 5 days a week. Ok, đây là hỏi về số lượng, số ngày trong một tuần mà bạn đi đến lớp. Ok, như vậy là mình đi đến lớp 5 ngày trong tuần. Như vậy là mình câu số 1 mình sẽ hỏi là how many. Alright, number 2. Did you watch on TV last night? I watched the fourth teacher. Ở đây câu trả lời của mình là I watched the fourth teacher, hỏi về sự vật hay một sự việc gì đó. Thì chúng ta sẽ hỏi, chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi là gì đây? Watch. Ok, what did you watch? What did you watch on TV last night? Bạn xem gì trên TV tối qua? Bạn đã xem gì trên TV tối qua? Ok, I watched the Fox Teacher. Tôi xem chương trình The Fox Teacher. Ok, là xem cái chương trình gì? Giáo viên cáo. Ok, number 3. Do you like the wildlife program? Because I love animals. Ở đây câu trả lời của mình là because, là bởi vì. Ok, là câu trả lời của mình là nêu ra cái lý do. Câu trả lời của mình là bởi vì. Như vậy là ở đây mình sẽ sử dụng từ để hỏi là why, là hỏi lý do. Lý do tại sao bạn thích cái chương trình wildlife? Bởi vì là mình yêu động vật. Ok, câu trả lời vì bắt đầu bằng because thì câu hỏi sẽ là bắt đầu từ why nhé. Number 4. Is your favorite person on TV? Người yêu thích của bạn trên TV. I like Minh Phong in The Gift of Music. Tôi thích Minh Phong trong cái chương trình The Gift of Music. Tôi thích Minh Phong. Như vậy câu trả lời của mình ở đây đề cập đến người, people. Như vậy câu hỏi của mình ở đây sẽ là who? Who? Ai? Ok, dùng để hỏi về người. Alright, who is your favorite person on TV? Ai là người yêu thích của bạn trên TV? I like Minh Phong in The Gift of Music. Tôi thích Minh Phong trên chương trình The Gift of Music. Okay, number 5. Hours a day do you watch TV? Hours a day do you watch TV? About half an hour a day. I watch more at the weekend. Nửa giờ một ngày, khoảng nửa giờ một ngày. Và tôi xem nhiều vào cuối tuần. Ok, nửa ngày, nửa giờ một ngày. Và tôi xem nhiều vào cuối tuần. Ở đây ta có hours a day, là hỏi về số lượng phải không? Bao nhiêu giờ một ngày bạn xem TV? Như vậy câu hỏi ở đây sẽ là how many hours? How many hours a day do you watch TV? Bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày? About half an hour a day, khoảng nửa giờ một ngày, nửa tiếng một ngày. I watch more at the weekend, và mình xem nhiều hơn vào cuối tuần. Alright, very good guys. Now let's move on. Number 4. Use the conjunctions provided to connect the sentences. 4. Use the conjunctions provided to connect the sentences. Number 4. Use the conjunctions provided to connect the sentences. Trong phần 4, chúng ta sẽ sử dụng các từ nối
được cung cấp để nối các câu này lại với nhau nhé. Number one, ocean life is on at 7:30. Laughing out loud comes next at A. Ở đây ta có từ nối ở đây cho sẵn là and. Như vậy chúng ta ở đây có thể điền như thế nào nhỉ? Number one, ocean life is on at 7:30. Laughing out loud comes next at A. Ở đây chương trình Ocean Life thì được phát sóng vào lúc 7:30. Chương trình Laughing Out Loud thì sẽ đến tiếp theo và phát sóng vào lúc 8 giờ. So we can say Ocean Life is on at 7:30 and Laughing Out Loud comes next at 8. Chương trình Ocean Life thì phát sóng vào lúc 7:30 và chương trình Laughing Out Loud đến tiếp theo vào lúc 8 giờ. Okay. Okay. Now number 2. I like The Seven Kitties very much. I watch it every day. Tôi thích cái chương trình The Seven Kitties rất là nhiều. I watch it every day. Tôi xem nó mỗi ngày. Ở đây ta có show vì vậy. Đúng không? Tôi thích nên là tôi xem mỗi ngày. Alright, now we can write. I like The Seven Kitties very much, so I watch it every day. Tôi thích cái chương trình The Seven Kitties very much. Rất là nhiều, vì thế tôi đã xem nó mỗi ngày. Okay. Number 3, BBC One is a British channel. VTV6 is Vietnamese channel. Bad. So we can try here. BBC One is a British channel, but VTV6 is a Vietnamese channel. BBC One là một kênh Anh. Okay. Và VTV6 là một kênh của Việt Nam. Okay. Number 4, Along the Coast is a famous TV series. I don't like it. Then we have here conjunction here, but so we can write here, Along the Coast is a famous TV series. I don't like it, but I don't like it. Cái chương trình Along the Coast là một cái bộ phim truyền hình nổi tiếng, nhưng tôi không thích nó. Như vậy là hai vế đối lập, hai thông tin đối lập đúng không? Một cái là nổi tiếng nhưng mà tôi không thích. Alright, number 5. I have a lot of homework tonight. I can't watch a fit below. Tôi có nhiều bài tập hôm nay. Tôi không thể xem cái chương trình A Fit Below. Ok, vì thế tôi không thể xem cái chương trình A Fit Below. So here we can write. I have a lot of homework tonight, so I can't watch A Fit Below. Tôi có nhiều bài tập tối nay, vì thế tôi không thể xem cái chương trình này được. Chương trình A Fit Below. Ok, đưa ra nguyên nhân kết quả. Vì cái gì đó mà tôi không thể làm cái gì đó. Ok. Very good, guys. Now let's move on. Các bạn lưu ý nè, đối với các từ nối, khi nối hai câu lại với nhau thì trước nó sẽ là dấu phẩy nhé. Dấu phẩy rồi tới từ nối. Ok. Now the next one. Ok, chúng ta làm phần project luôn ha. Work in groups. Interview your friends using the questions below. Take notes of their answers and then report the results to the class. Okay, working groups. Làm việc theo nhóm. Interview your friends using the question below. Phỏng vấn các bạn của em sử dụng những câu hỏi bên dưới nhé. Take notes of their question. Take notes of their answers and then report the results to the class. Và sau đó thì chúng ta sẽ take note là ghi chú lại những câu trả lời của bạn em. Và sau đó thì chúng ta sẽ báo cáo cái kết quả đó cho cả lớp nhé. How important is TV to you? How important is TV to you? Tức là TV nó quan trọng như thế nào đến với bạn? Ok. TV đối với bạn thì nó quan trọng như thế nào? Alright. Now, the question. Here we have 5 questions. Now, look at the question number 1. What do you do in your free time? Bạn làm gì khi có thời gian rảnh? Bạn làm gì khi vào thời gian rảnh? Number 1, going out là đi chơi. B, reading books.
đọc sách, C watching TV, xem phim, D other hay là một cái hoạt động nào khác. Alright, number two. Where do you prefer to get information from? Bạn thích nhận thông tin từ đâu, lấy thông tin từ đâu? A. Books, thông tin từ sách. B. Friends, thông tin từ bạn bè. C. Television, thông tin từ trên truyền hình. D. Other. Ok. Number 3. How many hours a day do you watch TV? How many hours a day do you watch TV? Bạn xem truyền hình, bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày? A. 1 hour, một ngày, một giờ. A. 1 hour là một giờ. B. 2 hours là 2 giờ. 3. More than 2 hours là hơn 2 giờ. D. Other hay là một cái phương án khác. Number 4. Why do you watch TV? Tại sao bạn xem TV? A. Because I have nothing else to do. Bởi vì tôi không có gì khác để làm. B. Because my parents want me to. Bởi vì ba mẹ muốn tôi như thế. Okay. C. Because I like it. Because I like it. Bởi vì là tôi thích. Okay. Bởi vì là tôi thích TV. Okay. D. Other hay là một cái phương án khác. Alright. 5. How long do you think you can live without TV? Bạn nghĩ là bạn có thể sống mà không có TV trong bao lâu? A. Just one day, trong vòng một ngày. B. Up to a week, tức là lên tới một tuần. C. Up to a month, tức là lên tới một tháng. D. Over, hay là một cái sự lựa chọn khác. Ok. Đó là năm câu hỏi mình sẽ phỏng vấn bạn của mình. Ok, và mình sẽ tiếp vào đây. Ok. Now, outline of a presentation. Và sau đó, sau khi mình phỏng vấn các bạn, thì mình sẽ thông báo kết quả với cả lớp nhé. Thì mình sẽ trình bày như thế nào? Outline of a presentation. Phác họa một bài thuyết trình. Đầu tiên, number one, structure of a presentation. Đầu tiên sẽ là the first one, introduction. Đầu tiên sẽ là gì? Phần giới thiệu. Greeting the audience, introducing themselves and the topic. Chào khán giả, giới thiệu bản thân mình và cái chủ đề mình sẽ nói. Ok, main body, phần nội dung chính thì mình sẽ trình bày gì? Presenting the main points. Student can build up the main points by answering the question and organize the answer in a logical way. Trong phần nội dung chính, chúng ta sẽ trình bày những cái điểm chính và các bạn học sinh sẽ phải xây dựng những cái điểm chính dựa trên những cái câu trả lời của các câu hỏi và sắp xếp những câu trả lời một cách logic nhé. Conclusion, phần kết luận. Chúng ta sẽ tóm gọn lại những cái điểm chính. Inviting questions from the audience and thanking the audience for listening. Và trong phần kết luận, chúng ta sẽ tóm gọn lại những cái điểm chính. Chúng ta sẽ mời câu hỏi từ các khán giả, từ những người nghe và cảm ơn người nghe đã lắng nghe. Alright, useful language. Useful language. Trong phần này ta có introduction, greeting là phần chào hỏi. Hello, hey, good morning, afternoon. Chào. Ok. Tiếp theo là phần introducing themselves, phần giới thiệu bản thân của mình nhé. My name is, they are my team members. My name is, they are my team members. Tên của mình là, hay là đây là nhóm của mình gồm những ai đó. Alright. Introducing the topic, giới thiệu chủ đề. Today we are going to talk about, hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái gì đó. Have you ever talked about, bạn đã từng nghĩ về cái gì đó chưa? Have you ever seen, hay là bạn đã từng thấy cái gì đó chưa? Have a look at this picture, hay là bạn đã từng nhìn cái bức tranh này chưa? It shows, nó cho chúng ta thấy cái gì đó. How does the picture make you feel, hay là cái bức tranh này cho bạn, làm cho bạn cảm thấy điều gì? Vân vân, alright, etc. Phần tiếp theo là phần main body, phần nội dung chính. Chúng ta sẽ trình bày những cái điểm chính. Chúng ta sẽ sử dụng những cái từ như là firstly, đầu tiên là secondly, phần thứ hai là another point, điểm tiếp theo là in addition, và tiếp theo nữa là cái gì đó. Ok, conclusion là phần kết luận.
Summarizing the main points là phần tóm gọn những cái điểm chính. Ok, inviting question, chúng ta sẽ mời những câu hỏi bằng cách nói như thế nào? Are there any questions? Có câu hỏi nào khác? Các bạn có câu hỏi nào không? Does anyone want to know about? Các bạn có muốn biết thêm điều gì đó không? Feel free to ask us anything. Vui lòng cứ hỏi chúng mình. Ok, is there anything you would like to ask? Có các câu hỏi nào mà muốn hỏi không? Alright. And the last one, thanking the audience. Và phần cuối cùng đó là phần cảm ơn người nghe. Thank you, thanks for listening. Thanks for your time. Thank you for your attention. Ok, cảm ơn đã lắng nghe. Cảm ơn thời gian của bạn. Cảm ơn sự chú ý của bạn. Alright. For example, here we have. Hello everyone, my name is Anne. Xin chào tất cả mọi người, tên của mình là A. Today, I'm going to talk about my interview about how important TV is to us. Hôm nay mình sẽ nói về cái cuộc phỏng vấn của mình, về cái tầm quan trọng của TV đối với chúng ta. I interviewed 10 students who are my classmates about their TV viewing habits. Mình đã phỏng vấn 10 bạn học sinh là các bạn cùng lớp với mình về thói quen xem TV của các bạn ấy. As you can see from the question here, như các bạn cũng đã thấy từ những câu hỏi bên dưới, there are 5 questions for the interview is to answer. Có 5 câu hỏi cho người được phỏng vấn để trả lời. Here are the findings. Và đây là nội dung. Ok. The first question asked the interview is what they do in their free time. Câu hỏi đầu tiên hỏi những người được phỏng vấn là họ làm gì trong thời gian rảnh. 4 students go out, 1 student read book and 3 student watch TV. 4 học sinh thì đi chơi, 1 học sinh thì đọc sách và 3 học sinh thì xem TV. 2 other students do other activity. 2 học sinh khác thì làm những cái hoạt động khác. For the question, where do you prefer to get information from? Và đối với câu hỏi, bạn thích lấy thông tin từ đâu? Thì half of the students choose books, the rest choose television. Nửa học sinh thì chọn từ sách và số còn lại thì chọn lấy thông tin từ TV. With the third question, how many hours a day do you watch TV? Và đối với câu hỏi số 3, bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày? The answers are varied. Ok, câu trả lời thì rất khác nhau. 3 students who likes watching TV spend more than 2 hours a day watching it. 3 học sinh, người mà thích xem TV thường dành hơn 2 giờ một ngày để xem. The other students who don't like watching TV spend 1 or 2 hours watching it. Những học sinh khác, người mà không thích xem phim, không thích xem TV thường dành 1 hay là 2 giờ để xem. For question number 4, why do you watch TV? Và đối với câu hỏi số 4, tại sao bạn xem TV? 5 students watch TV because they like it. 5 học sinh xem TV bởi vì họ thích nó. 3 students say that their parents want them to when they watch TV. 3 học sinh nói rằng là ba mẹ của họ muốn thế khi họ xem TV. 2 students say that they watch TV because they had nothing else to do. 2 học sinh khác thì nói rằng là họ xem TV bởi vì là họ không có gì khác để làm. And the last question asks how long students think they can live without TV. Và một câu hỏi cuối cùng, học sinh nghĩ rằng là họ có thể sống mà không có TV trong vòng bao lâu? Most of students choose up to a week. Hầu hết các học sinh thì trả lời lên tới một tuần. No many students choose just one day or up to a month. Không có một học sinh nào chọn câu trả lời là just one day, trong vòng một ngày, or up to a month, hay là lên tới một tháng. That's all about the results of my interview. Đó là tất cả những kết quả trong cái cuộc phỏng vấn của mình. In my opinion, watching TV is good if you spend enough time watching it, and it will be had bad effects if you become addicted to TV. Và theo quan điểm của mình, xem TV thì tốt nếu bạn dành đủ thời gian xem nó, và nó sẽ có ảnh hưởng xấu nếu bạn trở nên là một người nghiện TV.
Do you share the same opinion with me? Bạn có thể chia sẻ cái quan điểm của bạn với mình. Please share with us. Vui lòng chia sẻ với chúng mình. Thanks for listening. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Alright. Ok, ở đây ta có gì? Interview. Có nghĩa là vừa động từ vừa danh từ. Động từ của nó có nghĩa là phỏng vấn, danh từ sẽ là cuộc phỏng vấn. Interviewee, tức là người được phỏng vấn nhé. Interviewees là số nhiều, ok. Varied, varied là thuộc nhiều loại khác nhau. Affect, danh từ sự ảnh hưởng. Addicted, addicted là tính từ, say mê nghiện, ok. Addicted to là nghiện TV, alright. Alright, we stop here. Thank you so much for your listening. And see you next video. Bye!